Hôm nay thì Bệnh viện Bạch Mai cùng với Hội Hốp Việt Nam tổ chức cái buổi đào tạo y khoa liên tục với chủ đề hết sức là hay, hết sức là thiết thực đối với các bác sĩ làm trong chuyên ngành hô hấp. Thì hôm nay thì Bệnh viện Bạch Mai như là Hội Hốp Việt Nam hết sức là vinh dự được chào đón trở lại tiến sĩ bác sĩ Masao Hashimoto đến từ khoa hấp của Bệnh viện NCGM của Nhật Bản. Xin mời tiến sĩ Masao Hashimoto đứng dậy để cho mọi người biết. Nói thêm một chút về tiến sĩ bác sĩ Masao Hashimoto, là một người rất yêu Việt Nam, dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và đã giúp cho Việt Nam rất nhiều từ năm 2015 cho đến nay, thì gắn bó rất là chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai của Trung tâm Hô hấp với Hội Hốp Việt Nam. Thế và với cái tâm huyết cũng như là những cái tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, cho nên tiến sĩ Masao Hashimoto đã cùng với Hội Hốp Việt Nam với Trung tâm Bạch Mai viết cái dự án, viết dự án về đào tạo chuyển giao kỹ thuật về nội soi phế quản và nội soi phế quản siêu âm cho các bác sĩ trong chuyên ngành ở Việt Nam. Và dự án thì đã được Bộ Phúc Lợi và Bộ Y tế và Phúc Lợi Nhật Bản chính thức thông qua và cấp kinh phí để giúp cho Việt Nam trong rất nhiều năm vừa qua. Và với cái chương trình của cái dự án thì tiến sĩ Masao Hashimoto đã hết sức là vất vả, thường xuyên đi về như con thoi giữa Tokyo và Việt Nam, không chỉ cho Bệnh viện Bạch Mai, không chỉ cho Hà Nội mà còn giúp cho các bệnh viện các tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trung ương Huế, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện 103 và tiếp tục lan tỏa và mở rộng thêm, hỗ trợ cho các bệnh viện khác. Cái nỗ lực cố gắng rất lớn của tiến sĩ bác sĩ Masao Hashimoto thì xin chúng ta có một tràng pháo tay nữa xin nhạc. Và cũng là một cái điều hết sức đặc biệt, đó là cũng chia sẻ thêm trong dự án này thì đây được chọn là một trong những dự án xuất sắc nhất của Bộ Phúc Lợi và Y tế Nhật Bản, triển khai hết sức là thành công và có hiệu quả những cái hoạt động hết sức thiết thực, những khóa đào tạo cầm tay chỉ việc và trực tiếp hỗ trợ cũng như là hướng dẫn thực hành trực tiếp làm trên bệnh nhân, những kinh nghiệm hết sức quý báu của các bác sĩ hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực hô hấp. Bên cạnh đó thì trong khuôn khổ của dự án thì chúng tôi cùng với tiến sĩ Masao Hashimoto đã đưa các ekip bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên của Việt Nam sang trực tiếp bệnh viện NCGM nơi tiến sĩ Hashimoto công tác để mà học tập tại đó. Đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là có lẽ là nếu không có cái tình yêu đặc biệt với Việt Nam, không có cái sự tâm huyết và quyết tâm ở trong đó thì khó có thể làm được. Ví dụ như chuyến công tác lần này cũng chia sẻ thêm là tối thứ sáu thì đêm muộn thứ sáu tiến sĩ Masao Hashimoto đến sân bay, sáng sớm thứ bảy thì đã bệnh viện đã một bệnh viện đã đón để đi làm cho hai ca bệnh về e-bus, xong buổi chiều thứ bảy vừa qua tiếp tục giảng bài cầm tay chỉ việc. Thế và sáng sớm hôm nay thì cũng đã hội chẩn cho một đồng chí cán bộ của Việt Nam. Sau khi hội chẩn xong thì đến Bệnh viện Bạch Mai sẽ giảng bài về nội soi phế quản. Thế mà chiều nay thì cũng còn rất nhiều việc nữa, và đến buổi đêm thì tiến sĩ Hashimoto sẽ bay về Tokyo và từ sân bay Narita sẽ đến thẳng bệnh viện và tiếp tục làm việc luôn. Cường độ làm việc hết sức là khủng khiếp. Đây thì một số các anh chị đã đi Nhật rồi thì biết là cường độ làm việc hết sức là nặng nề, nhưng mà với cái tình cảm cũng như với tâm huyết và với sự quyết tâm để mà giúp cho ngành hô hấp Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực về nội soi phế quản siêu âm
nội soi màng phổi, những kỹ thuật cao chuyên sâu trong kinh hàn hấp. Thì tiến sĩ Masao Hashimoto thì rất nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực các bệnh lý hô hấp. Thì hôm nay thì Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khóa đào tạo, và rất là cảm ơn phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương. Thu Phương là phó chủ tịch hội hô hấp Hà Nội, đồng thời là giám đốc trung tâm hô hấp Bạch Mai, đã tổ chức cái buổi đào tạo hết sức là bổ ích này. Xin cảm ơn các đồng nghiệp đang tham gia tại hội trường của Bệnh viện Bạch Mai, cũng như đang trực tuyến qua các điểm cầu, đã dành thời gian buổi sáng cuối tuần, chủ nhật cuối tuần để tham gia hội thảo. Cảm ơn công ty Olympus đã đồng hành cùng với Bệnh viện Bạch Mai, cùng với Hội hô hấp Việt Nam trong các hoạt động đào tạo y khoa liên tục. Thông qua đó thì các bác sĩ đã được cập nhật rất nhiều thông tin rất bổ ích và quý báu, và đặc biệt là xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Masao Hashimoto đã dành thời gian chuẩn bị bài rất là công phu cập nhật. Thế và hôm qua thì anh Masao có hỏi tôi là đã có nghiên cứu nào về những cái bất thường về cấu trúc giải phẫu về cây khí phế quản của người Việt Nam chưa? Thì đấy là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ đang làm, chúng ta chưa làm, chúng ta sẽ phải làm. Thế và đấy là cái sự nghiêm túc và hết sức là trách nhiệm của các thầy các cô, các chuyên gia Nhật Bản vừa nhân dành cho Việt Nam. Thì thay mặt cho Bệnh viện Bạch Mai, giáo sư Đào Xuân Cơ sáng nay thì có tiếp anh Masao Hashimoto buổi sáng, sau đó thì cũng không nên tham dự với khóa đào tạo đường có ủy quyền cho tôi. Thay mặt cho ban giám đốc bệnh viện, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Masao Hashimoto, cảm ơn thầy cô trung tâm hô hấp và các quý vị đồng nghiệp đã tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay, và chúc cho tiến sĩ Masao Hashimoto sức khỏe và chúc cho cái hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây thì để các quý vị đồng nghiệp chúng ta chờ đợi lâu, chúng ta sẽ đến cái bài trình bày bài giảng của tiến sĩ bác sĩ Masao Hashimoto ngay bây giờ. Thế và đây cũng sẽ là cái bài gọi là trong cái chuỗi đào tạo, và dự kiến ở tháng 11 thì chúng ta sẽ có cái chương trình đào tạo tiếp theo. Hàng năm thì các cái chuyến công tác chúng ta sẽ được nghe tiến sĩ bác sĩ Masao Hashimoto sẽ giảng cho các anh chị trong chuyên ngành, đấy như một cái sự gọi là ủng hộ hết sức là quý báu từ xứ phía tiến sĩ Masao Hashimoto. Thì sau đây thì xin trân trọng kính mời tiến sĩ Masao Hashimoto chia sẻ. Cảm ơn anh Giáp Đây, mà sao cầm cái này cho dễ. Cảm ơn anh Giáp ạ. Là thời gian thì đến 10 giờ đúng không ạ? Tôi đã chuẩn bị bài hơi, có thể là hơi nhiều, và tôi cũng đang nghĩ là hôm nay là được tổ chức nhỏ hôm một chút nữa, và là có thể nói chuyện với người học viên gần nhau hôm một chút nên là nội dung thì hơi nhiều bạn nhân ạ. Nếu mà có chỗ nào không hiểu lắm hay là không kịp hiểu, không kịp suy nghĩ thì cứ có thể ngừng bài giảng và được hỏi ạ. Và chủ đề hôm chủ đề hôm nay là giải phẫu phế quản cơ bản. Thật ra là học một tiếng thôi thì chắc là không đủ để nhớ ạ. Cái điều giải phẫu phế quản này là giống như phiếu Olympus chuẩn bị này, trong này có giải phẫu phế quản, nó là ABC phế quản tên gì và có ABC chẳng hạn. Và thực ra là khi nào làm nội soi phế quản mà sinh tiết tổn thương ngoài vi chẳng hạn thì nên hiểu nhiều hơn ạ. ABC thì không đủ ạ. Và sau đó thì bác sĩ Nhật Bản thường xem CT và là đọc nhắn tên gì và là kế hoạch nội soi phế quản.
Thì hôm nay là chỉ có một tính thôi, nên là mục đích chính của bài này là hiểu phế quản là giải phẫu là như thế nào, và sau đó thì có thể hướng dẫn được nếu mà mình muốn học thêm thì như thế nào thì tốt quá. Mấy chân đầu tiên là giới thiệu về viện và giới thiệu hoa mình và giới thiệu tôi ạ. Và không quan trọng lắm nên là nói nhanh thôi ạ. Bây giờ trang số 1. Cái này là gần đây có tạp chí Mỹ tên là Newsweek, chắc là nổi tiếng. Họ hàng năm đánh giá là về viện thế giới nào có vẻ được tốt cho bệnh nhân hay là tốt cho bệnh viện xung quanh. Tiêu chuẩn là như thế này, và chủ yếu là phiếu cơ hội bệnh viện xung quanh hay nhân viên y tế hay là của bệnh nhân khu vực đó. Và lúc đối thương chiều Việt Nam không bảo trong này, đây là chỉ một số nước như thế này thôi ạ. Và trong này muốn nói là trong Nhật Bản khoa hô hấp thì bệnh viện tôi đã là được số 1 năm 2023. Năm nào cũng số cao nhưng mà năm nay mới là số 1. Chắc là một cái lý do là nhiệm vụ bệnh viện là lãnh đạo bệnh viện về nhiễm trùng Nhật Bản, thì thời gian Covid đã có thể hỗ trợ cho lăng kính này lên ạ. Mà từ trước đây CGM là khoa hô hấp thì cao ạ. Toàn bệnh viện đối với đa khoa, bệnh viện đa khoa thì là năm nay là số 5, năm ngoái là chắc là số 6 chẳng hạn. Bên bên tôi đang làm việc là viết tắt là NCGM, tên tiếng Việt là Trung tâm Quốc gia Y tế và Sức khỏe Toàn cầu. Bên bên Nhật Bản mà có tên tiếng Việt chính thức từ ngày xưa, vì là bên bên này có nhiều nhiệm vụ hợp tác với Việt Nam ạ. Và bây giờ cũng là nhiều dự án được thực hành với bên Việt này và là các bệnh viện trung tâm của Việt Nam. Và Nhật Bản thì có 6 cái trung tâm quốc gia, cái là tất cả các bệnh viện trung tâm quốc gia, và NCGM là trong một cái trong đó, và National Center tức là cái này là bệnh viện của chính phủ, bộ y tế. Và nhiệm vụ của chúng tôi là một cái là lãnh đạo bệnh viện, đó là bệnh nhiễm trùng, và một cái nữa là bệnh hô hấp, vì là không có trung tâm quốc gia nào chuyên môn bệnh hô hấp khác ạ. Và khoa hô hấp là một khoa to nhất trong NCGM và có nhiều bác sĩ chuyên gia khác bệnh, hồi hiếm cũng có, ví dụ là viêm phổi trẻ hay là COPD hay là ung thư phổi và lao, thì NCGM là khoa hô hấp từ khám ạ. Ở Nhật Bản thì không có khoa ung bướu và là khoa hô hấp khám ung thư phổi. Và nói về bản thân mình thì nếu mà phải nói chuyên môn là gì thì tôi nói là chuyên môn là nội soi phế quản, ống mềm ống cứng. Và nếu mà bác sĩ bệnh viện khác trong Nhật Bản hỏi thì thỉnh thoảng cũng trả lời là chuyên môn tôi là hỗ trợ Việt Nam. Vâng, thì cái đó là một cái nhiệm vụ mà tôi tự quyết định cho mình. Tôi thì cũng làm việc được tốt một bệnh viện Nhật Bản, nhưng mà bằng ở Nhật Bản thì khẳng chẳng ở Nhật Bản mà cố gắng thắng cũng vui, nhưng mà cuộc sống chỉ là một lần thôi, nên là vâng, ngẫu nhiên tôi biết tiếng Việt nên vâng, hỗ trợ ở Việt Nam được thì cảm thấy có ít hơn vâng đối với một con người. Còn chuyên môn không phải nói rất phê quan là kỹ thuật xét nghiệm hay là can thiệp. Và nếu mà nói về bệnh thì gần đây là ung thư phổi và viêm phổi trẻ thì khám nhiều rồi ạ. Mà lao thật ra là ở Nhật Bản thì bệnh lao thì ít rồi ạ. Tôi chưa chỉ là trung tâm, tôi chưa chỉ là ở đây thôi có thể khám được lao đa kháng thuốc chẳng hạn, thì tôi cũng khám đang khám theo dõi nhiều bệnh nhân lao đa kháng thuốc chẳng hạn và điều trị ngoại trú và nội trú. Về lại chuyện nội soi phế quản, cái này là phần nội soi phế quản của bệnh viện tôi ạ. Có cái này là siam,
vì là có nhiều kỹ thuật gần đây nó sẽ phê quan cản siêu âm rồi thì xung quanh thì cái này là máy Impuls cũ của Impuls, cái này là hàng cũ ạ, xin lỗi ạ. Và cái này là gần đây có nhiều màn hình và máy bác sĩ đặc trưng của bệnh nhân nằm đây và mọi người đang xem màn hình và đang làm nội soi khe quản hơi phức tạp. Và ảnh này là ở đây ạ, trung tâm hô hấp bạch mai ạ. Tôi đang có một cái dự án liên hệ với Hội Hô hấp Việt Nam bệnh viện Bạch Mai và là và đã tham gia hay là giúp được có nhiều bệnh viện của Việt Nam như thế này. Và một phần là hóa học trong nhà bạn và các anh chị bệnh viện Bạch Mai cũng tham gia cho bệnh viện tôi và đã học giải phẫu về khoản này và sau đó thì tôi sang Việt Nam và cũng giúp được cái học mô hình chẳng hạn chủ đề. Và hôm nay còn thời gian không sao. Vâng, nói về lịch sử của nơi xây phế quản ạ, nơi xây phế quản ống cứng là 1897 ở Đức. Thì từ đó đến 1966 thì đã không có nơi xây phế quản ống mềm, nên là nói về nơi xây phế quản thì ngày xưa này là chỉ là ống cứng thôi. Và còn 1966 bác sĩ tên là Ikeda làm việc với Olympus và công ty Machida đã làm nội soi khe quản ống mềm cho như bây giờ. Như bây giờ nhưng mà trước đây thì là fibroscopy và bác sĩ nhìn xuống từ đây, không phải là nhìn bằng màn hình như bây giờ. Mà sau đó thì cho thẳng videoscope hay là có e-bus. E-bus là nội soi siêu âm như sinh thiết hạt chẳng hạn. Và có nhiều kỹ thuật mới ra và đang tiếp tục triển khai. E-bus thì chắc là hôm nay đi qua thôi ạ. Nhưng mà khi nào làm e-bus, tức là nội soi siêu âm, nội soi phế quản mà sử dụng siêu âm để hỗ trợ, là khi nào làm cái này thì nên học giải phẫu kỹ như bài là hôm nay ạ. Và cái này là hình lấy từ sách bác sĩ Ikeda viết ạ, 1974. Nội soi phế quản thì bắt đầu từ 1968 và bác sĩ Ikeda đã viết sách này bằng tiếng Anh. À, cái này là cái phế quản trong sách bác sĩ Ikeda thì quyết định làm tên thì giống nhau gần nhau ạ. Và tôi muốn nói thêm là bác sĩ Ikeda cũng khuyên là khi nào bắt đầu nội soi phế quản thì học bằng mô hình như hôm nay ạ. Thì và bác sĩ Ikeda cũng đã tập bằng cái này chứ. Nội dung 23. Số 1 là cách mô tả trên cửa nhóm phế quản. Số 2 sẽ là CT và nhóm phế quản. Số 3 là vấn đồ nội soi phế quản. Số 1 ý nghĩa là chỉ là phế quản nhỏ cũng có tên ạ, và bác sĩ nên biết là tên gì. Và số 2 là trên CT phải biết được nhân đó là ở đâu và là nhân nào là tên gì. Và số 3 là khi nào làm nội soi phế quản, sau khi biết tên cứ nhắn rồi biết bản đồ để làm nội soi phế quản thì dễ. Hôm nay là bạn cái này. Bây giờ cái này biết bằng tiếng Việt, nhưng mà nếu mà đọc báo cáo về ca nội soi phế quản và là tiếng Anh cũng là hay như thế này, đã làm kỹ thuật đó ở đâu thì là ví dụ B6, B1, alpha chẳng hạn. Và chúng tôi bác sĩ hô hấp phải biết là cái này là gì, cái này là tên gì và có số như thế này thì phế quản này là ở đâu. Cái này là một cái ngôn ngữ của bác sĩ chuyên môn hô hấp. Thật ra là số này là nên ghi thêm hơn một chút nữa. Và sau đó thì bạn ghi thêm như thế này. Hôm nay làm việc đầu tiên là hiểu cái này ý nghĩa là gì. Cái này đơn thuần làm cây phế quản ở Nhật Bản. Bác sĩ nói trước cũng bác sĩ trước về bên tôi cũng hàng năm làm cái này và các anh chị sang về bên tôi thì cũng làm cái này. Giải phẫu
thì chắc là tùy theo quốc gia hay là tùy theo dân tộc hay là tùy theo người có thể khác nhau một chút ạ. Và ngày xưa có một ví dụ ở Nhật Bản thì một bác sĩ Hide Tani này đã nghiên cứu về ca tử vong và giải phẫu và là xác định bao nhiêu phần trăm là nhân như thế nào. Và bác sĩ Nhật Bản thì thường về lại xác này khi nào không hiểu nhắn được. Cái này là cái phế quản mình đã viết thử. Và cái phế quản thì như thế này, cái Olympus thì đơn giản hơn một chút ạ. Mỗi người có cái phiếu này không ạ? Còn cái Olympus thì cũng đúng ạ. Nhưng mà ABC, đúng cái ABC thì không biết được từ ảnh này. Vâng. Bây giờ là 3A21C là đi hướng nào thì chắc là xem cái này thì không biết là hướng nào thì biết cái phế quản từ biết cái phế quản như thế này cũng là một cái luyện tập đối với học nội soi người học nội soi phế quản đầu tiên và là bác sĩ nội chiếu vì bên tôi cũng là thỉnh thoảng có ngã về cái phế quản bàn tay còn giải phẫu cơ bản từ trên hai bên có hai bên phổi chỉ có 5 tuổi 5 tuổi 5 phần tuổi là 5 tuổi và từ trên bên phải từ giữa bên phải từ giữa thì chỉ có bên phải thôi và từ dưới vậy còn từ trên bên trái là hơi to bên này thì từ giữa và từ trên nhưng mà bên này là trên và lưới và một cái tuổi to tuổi lưới là thật ra là theo tinh nghĩa tuổi thì không phải tuổi cái đó là một cái khu vực trong một cái tuổi và trên và lưới và tuổi dưới thì hai bên gần nhau mà bên phải thì có số 7 bên trái thì không có số 7 một ABC thì hơi phức tạp nhưng mà cái này là nên nhớ cái mã số này B2A 2 alpha XXI này cái này là làm và quy định này B là ý nghĩa là bronchi bronchi tức là phế quản và số 1 đến 10 từ 1 đến 10 là cái chỗ này là số cửa nhắn phế quản phân tử 1 2 3 chẳng hạn và còn ABC thì ngồi thế nào tôi đã xem từ điển thì nói là hạ phân tử có đúng hay không mà tức là sub segmental branch thì cái này cái đó là ABC à và phổi con người cái quản con người là đến ABC là được quyết định sẵn cái này là ai cũng giống nhau và là phải nhớ không có quy định nào làm tên lắm ạ à. Cứ nhỏ cái này là giải phẫu và cơ bản nên là phải nhỏ giống như ngón tay có 5 cái và ngón tay nào tên gì thì là phải nhỏ thôi ạ à. Và còn sau đó vào sau hơn nữa nhắn ngoài vi hơn nữa thì có một cái quyết định số của phế quản sau ABC thì làm tên cái này là một nhỏ à, không phải là y à cái này là một một hai bình thường là phế quản chia hai nhánh như thế này nên là một và hai nếu mà có người nào mà chia ba nhánh đồng thời thì là sử dụng cái số 3 và sau đó chia nữa thì tên là alpha beta nếu mà ba cái thì gamma thêm nữa và sau đó chia thì xy ba cái thì z nữa và sau đó có nhiều nhánh nữa thì cứ thêm xy nữa nên là cái này là ý nghĩa là phế quản phân tử hai nhánh A và sau đó thì theo CT hay là nội soi phế quản thì số 2 sau đó là đi xuống alpha và sau đó đi xuống x và sau đó chia nữa và x và sau đó chia nữa và y cái mã số này là ý nghĩa là như thế phế quản V2A 2 alpha XXI cái là một cái ví dụ thôi ạ à. Nhánh nào cũng có tên như thế này và quyết định mà quyết định một hai hay alpha beta xy là cứ
bác sĩ thường cứ nhớ từ này là trên sau ngoài ạ, trên sau ngoài là bây giờ con người với của mình thì nhắn nào đi lên trên thì là nhắn đi lên trên hơn là số trẻ hơn ạ, bây giờ số 1 alpha hay là x ạ, và đi xuống hơn, đi dưới hơn là 2 hay là beta hay là y ạ. Còn nếu mà hai cái đều đi lên trên và không biết cái nào trên cái nào dưới thì phải đánh giá là sau ngoài ạ. Sau ngoài tức là trong tức là bên trung thấp và ngoài kia là sau ạ. À xin lỗi, sau là sau ạ, trên trước sau ạ, xin lỗi ạ, xin lỗi ạ. Trên dưới không được thì trước sau ạ, trước là bên ngược ạ, sau là bên bên ạ. Và nếu mà nhắn nào đi sau, phía sau người thì cái đó là số trẻ không ạ. Và sau trước cũng là không đánh giá được, hai cái đều đi hướng trước giống nhau và hai cái đều đi trên giống nhau thì sau đó thì suy nghĩ ngoài trong mà không đánh giá được trên và trên dưới và sau trước thì là mỗi đi ngoài trong ngoài trong ngoài. Và nếu mà nhắn nào bên đi bên trong chân thấp hơn thì là số trẻ hơn, à số già hơn, và nếu mà đi ra ngoài thì là số trẻ hơn ạ. Nói lại một lần nữa, ABC là phải nhớ thôi ạ, cái này là bác sĩ từ nhỏ thôi ạ. Sau đó thì một hai alphabet X là mọi người khác nhau nên là cái này là cứ định nghĩa theo CT hay là nội soi phế quản. Và đến đây thì có chỗ nào thắc mắc gì không ạ? Tức là cái này giới thiệu quy định thôi nên là vẫn hiểu. Thì hôm nay không có nhiều thời gian nhưng mà cứ vào hình ảnh CT và là làm tên thử, nhắn nào là tên gì. Ví dụ là nhắn này. các anh chị cũng biết CT, biết đọc CT đúng không ạ? Cái này CT là bên cái này là bên trái ạ, bên này bên phải là cái bộ khí quản còn chưa thấp, và bên này và ở đây có một cái nhắn có đánh giá màu vàng, đây có một cái nhắn này. Thì hôm nay phải nói được cái này là phế quản tên gì, và thì theo quy định như này. Mà tự nhiên xem một lúc này thôi thì không thể nói được ạ, không biết đến từ đâu ạ. Nên là khi nào muốn làm thêm thì phải về trung tâm. Mà trước đó nên học thêm là thì giới thiệu CT chứ. Cái này, cái màu đen này là gì ạ? Khí quản đúng không ạ? Cái này thì mọi người biết rồi đúng không? Dương thiếp ạ. Thì chia hai cái phế quản gốc ạ. Bên này là bên trái, bên này bên phải. Đi xuống tiếp thì sẽ có bên là bên trái này là sẽ có tủy trên và tủy dưới. Đây CT này không có tủy dưới nhưng mà đi xuống nữa thì có tủy dưới ạ. Và cái này là khi quan tủy trên rồi, nhưng mà nhắn đơn thái là cái này là thật ra là B4 ạ, tủy dưới ạ. Vì là tủy trên, khu trên là phải lên nữa thì mới thấy ạ, đi lên lại. Và cái này là cái quản đi lên khu trên ạ, và đi xuống lại thì cái này là 4-5 tủy ạ, đi lên trên lại. Có hiểu được không ạ? Phải hiểu được ạ, làm hiểu được cái này thì mới làm được sự khuyết quản ạ. À, nội soi phế quản thường tôi thì không cần biết, nhưng mà vâng, tương lai bây giờ 5 năm sau, 10 năm sau nếu mà muốn triển khai kỹ thuật chuyên môn cao hơn thì không biết cái này thì không làm gì được. Nên là bây giờ bác sĩ phải nhớ biết là trên CT mình phế quản đó là có đau và tên gì. Bảo tôi khu trên rồi, đi lên tiếp. Thì chia ba, những như chia ba nhắn ạ. Ở đây cũng là hơi phức tạp, nhưng mà tủy trên bên trái thì có bao nhiêu
bao nhiêu ABC ạ? Theo đại diện của University bên trái, thủy trên thì là có 1, 2 và 3 hai nhánh, không phải là 1, 2, 3 giống như bên phải ạ. 1, 2 và 3 bên trái ạ. Và 1, 2 là có ABC, 3 cũng là có ABC. Bên phải thì có 1, 2, 3 và ABABAB là còn sáu nhánh. Bên này cũng là 1, 2 và 3 nhóm và nhóm là còn sáu nhánh. Và cái này bên trái nhưng mà thấy ba nhánh là sao vậy? Thì cái này là thật ra là một cái nhánh này là ra từ phế quản này, phế quản dưới này. Cái này đi một mình và cái nhánh này là ra từ đây ạ. Tức là một nhánh, hai nhánh. Và nhánh dưới này là chia hai. Có hiểu được cái MCT không? Và chắc được đúng không ạ? Tôi nghĩ là hôm nay làm lớp nhỏ không bạn? Bạn cũng hỏi mọi người bạn cứ xác nhận. Xin lỗi mọi người hỏi ngoài sao. Và 1, 2 và 3. Bạn, thì cách nào là 1, 2 và 3? Thì là 3 là đi phía trước ạ. 1, 2 là đi phía sau ạ. Thì hai nhánh này là nhánh từ 1, 2 ạ. Cái này là nhóm 3 toàn bộ. Và nhóm 3 toàn bộ sẽ có ABC sẽ chia sau. Và 1, 2 là ABC nhưng mà ra một cái này là C rồi. Còn cái này là AB, đi nữa thì có hai nhóm và AB, cái này là C. Và ABC thì là bác sĩ phải nhỏ, cái này là không phải theo quy định nào. Nên là cái nào là ABC trên CT cũng là phải nhịp học và tự học và nhỏ thôi. Và C ra rồi. Và AB đang lên. AB đang lên. Nhân đó là không phải AB à. Đã được C. Vì cái này là 1 cộng 2. C đang đi. Có thể hai nhân rồi. Ok, đó là nhánh cứ 1, 2, C và là chia trước một cái. Thì ở đây là khi này đã có quy định trên sau ngoài đúng không ạ? Và hai cái nhánh đều trên một lớp nên là chắc là cái này không phải là trên dưới ạ. Quan hệ của hai nhánh này là không phải trên dưới, không đánh giá được mà trên dưới. Và nếu mà như thế thì phải suy nghĩ trên sau ngoài, sau trước thì có đánh giá được không thì chắc được. Cái này phía sau người, cái này là trước người. Thì chắc là sau trước thì không, và trên sau ngoài sau là số trẻ không, thì nhánh này là số trẻ không. Sau ABC thì thắt một cái nhánh như thế này thì sau đó thì là chữ giống như chữ Y ạ, 1, 2 ạ. Thì cái này là 1, cái này là 2. Thì 1 cộng 2, C 2 là nhánh này, tên của nhánh này. ABC thì cứ nhớ thôi, sau đó vào sau hơn nữa thì cứ theo quy định trên sau ngoài mà xin. Bệnh nhân này đã là cũng là đau khăn thuốc. Ví dụ thứ hai là nhánh này. Vì là bệnh nhân này cũng đã làm nội soi phế quản để chuẩn đoán lao đa khan thức ạ. Bắt đầu điều trị lao rồi không đáp ứng và tổn thương này to lên ạ. Nên là nội soi phế quản. Và thái phế quản vào nốt này thẳng. Nên là nội soi phế quản vào đến đây và sinh thức ở đây ạ. Và khi như thế thì phải biết là nhánh này là tên gì. Và sau khi vào nốt này đi lên nữa. Và ở đây có nhánh đi lên nữa. Thì cũng vào đây ạ. Khi đó thì đã sinh tiết hai lần, bên này mấy cái và bên này mấy cái. Và khi như thế thì phải, nếu mà làm được như thế thì cũng hay ạ.
nếu mà tương lai triển khai được kỹ thuật mẫu dòng như thế thì có thể viết được báo cáo, và khi nào viết báo cáo thì phải nói là tôi đã xin thích từ nhắn tên gì. Nhưng mà chúng ta tên ra không biết tên thì là không viết được báo cáo luôn. Phải biết rằng cái này là phải hiểu tên của nhắn và làm tên lại cho nhắn này nữa. À, hôm nay chắc là thấy rất khó, nhưng mà nếu mà ở bên mình có CT1 như thế này và là có tài liệu thì có thể tự học được. Bác sĩ nói chứ bên mình tôi thì bình thường là một cầm một năm để hiểu hết và học từ từ. Và các anh chị trung tâm hô hấp thì rất giỏi và hay bắt toàn thể. Thì tức là anh chị cũng là tôi nghĩ cần thời gian tập trung học ạ. Một ngày một tiếng cũng được, hay là bằng một tuần hai buổi một tiếng cũng được, nhưng mà không học thì không nhớ được, hơi phức tạp quá. Nếu mà vừa làm việc vừa học thì như bác sĩ nói chuyên nhập bản và cả một hai năm thì mới nhớ. Bạn thích thì làm tên cho nhắn này đi về trung tâm. Như khi nãy ạ, cái này là kết quả mà đi lên trên phía trên là tùy lưới thì ra rồi ạ. Và có đây là 1 cộng 2 C, 1 cộng 2 AB và cái này là nhắm 3, B3 lên được. Và chỉ có 3 nhắn ABC, chứ có nhắn nào ra. Có một cái nhắn ra, đã thấy không ạ? Cái nhắn này ạ. Về trung tâm, từ đây đi ra một cái nhắn. Thì số 3 thì có ABC, bên trái này là có ABC, bên phải là AB thôi ạ, bên trái này là ABC. Và giống như nhắn C cứ 1 cộng 2, bên số 3 cũng là bình thường là một cái nhắn đi ra bên này trước một cái như thế này. Và cái này là 3A, và bên kia là một cái C ra và bên này là 3A ra. À, người ngày xưa đã quyết định tên như thế nên là những người sau như chúng ta thì thấy đây là cái này không phải xe nhỉ. nhưng mà và sao lại cứ theo thôi, đấy phải là như thế. Thật ra là không quyết định à, cái tên này là đã được quyết định từ bên trong, bác sĩ nói sơ khi quan xem từ bên trong và làm tên ABC. Nhưng mà chắc là bên phải thì không theo quy định đó ạ. Bên phải thì là bác sĩ ngày xưa làm tên sau là A, chữ là B. Nhưng mà bên này là làm một bộ như thế này, ABC. Nên là hai bên khác nhau thì cứ nhớ thôi ạ. Mà cái này là nhân B3 rồi, nhân đầu tên là 3A. Và bên này là có B và C đi lên nữa thì cái này là B ạ. À. Cái này là B ạ, và cái này là C ạ. Và nhấn này, 3A, đi tiếp. Có nhấn nào ra không? Không có nhấn nào ra đi thả, và không có nhấn. Có, không được phát hiện ạ. Có thì phải làm tên. Ở đây có. Và cái này thì cứ đi thẳng, cái này là thấy tròn tròn như thế này và đi lên nữa, cái này đang đi lên trên ạ, và cái này đi thẳng ạ. Và ABC thông rồi, bây giờ làm tên là theo quy định thôi ạ, nên là trên sau ngoài. Và nhấn này là thấy tròn như thế này, trên CD thì đang đi lên trên đỉnh phổi, hướng đỉnh phổi. Thì cái này là nhấn này là trên hông, và cái này là dưới hông. Và trên sau ngoài, trên dưới và đang giáo được thì không cần suy nghĩ sau ngoài nữa. Và trên là số trẻ, cái này là số 1, cái này là số 2, hay nhỏ chứ nhỏ ạ. Thì nhắn này là B3 mà là A, sẽ hơi nhỏ ạ, tôi hay quên ạ. B3, mình tôi là làm tên thì vừa ghi vừa làm tên ạ. 3A, và nhắn ghi xứng là 2. 3A2 thì đi thẳng thì vào nốt này. Và xin tích ở đây một cái xong rồi, bây giờ nhắn này đi lên nữa. Một nhắn vào nốt này và một nhắn đi lên nữa. Thì nhắn vào nốt này là thấp hơn,
nhóm mà đi lên tiếp là cao hơn thì trên hơn, thì cái này là trên sau ngoài, thì sau một hai nhỏ thì alpha beta, thì lên trên là alpha thì dưới là beta, thì cái này là hai alpha đi tiếp. Rồi thì cái này là phép quán này là b ba a hai alpha bằng có hiểu không ạ? Có tên tự làm tên được không ạ? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ai ở đây thì có thể làm được không vậy? Nhưng mà nên làm được ạ. Tốt nhất là bác toàn sao làm được rồi thì khá tốt ạ. Giỏi bạn bác sĩ chúng ta hô hấp đây ạ. Và nếu như bác sĩ nói chuyên nhập bản thì một năm sau ạ. Nhưng mà cũng nên hiểu nếu mà muốn học người sư phê quán và sau đó muốn triển khai. Là một nhân đúng không ạ? Là một nhân rồi. Thời gian sắp hết rồi, là một nhân thôi ạ. Thì nhân này đi về trung tâm, đi về trung tâm. Tuổi lối tuổi thiên đi lên một có hai và ba. Cái này là nhân số ba. Liên tiếp. Nhóm mà ta đi ra ngoài là cái này là 3A rồi. Và cái này là B và C. Hãy nhấn B là đi phía trước. Và C là đi lên tiếp. Nhấn đã tấn dấu là B à. Về chúng ta. Thì B3, C. Rồi có nhấn nào ra nữa. Đó rồi, có một cái nhấn rất nhỏ. Đây, có thấy không ạ? Đây ạ. Nếu mà làm nội soi phế quản thì cũng thấy nhắn như thế này luôn ạ. Nếu mà vào sau thì thấy. Nên là trên CT có nhắn nhỏ, rất nhỏ cũng là nên làm tên hay là phải phân biệt cái đó là gì. Và cái này là hai cái đều đi lên trên ạ. Nên là trên dưới thì không đánh giá được. Và trên sau ngoài, sau trước thì thế nào? Và chắc là sau trước thì được. Cái này bên trước không, cái này bên sau hơn. Như thế điểm. Thì cái này là trên sau ngoài, sau là số trẻ không? Nên là cái này là 1, cái này là 2. Thì vào 2 rồi. 3, C, 2. Cái này cũng là hai cái đều đi lên trên bản nhau, thì trên dưới thì không. Sau trước thì gần hầu hết là giống nhau, thì trên sau ngoài, ngoài trong thì về cái này là ngoài, cái này là trong. Thì ngoài này là số trẻ không, thì alpha, cái này là beta. Tôi nhớ là dẫn dấu chung này. Đúng rồi ạ, cái này là beta. Thì đó là tên gì nhỉ? Tôi không nhớ rồi. 3, C, 2, alpha. 3, C, 2, alpha. Nhắn này không có tổn thương gì nên là không cần biết báo cáo. Nhưng mà nếu mà ở đây có U một cái và nếu mà chi tiết được bằng nội soi phế quản đó thì cũng phải báo cáo hay là vâng. Chỉ mô tả về u khỏi u thôi thì không cần nói nhân, nhưng mà nếu mà làm bằng nội soi phế quản chỉ tiếp bằng nội soi phế quản thì nên thêm phế quản nào. Vâng, thì thời gian sắp hết rồi, anh chị có thắc mắc gì không ạ? Đã hiểu được quy định của tên và là ABC ngày xưa quyết định. Và ABC ngày xưa quyết đã quyết định là phải nhỏ thôi, và cố gắng học. Còn cái đó quy định trên sau ngoài, trên sau ngoài là cứ nhớ từ vùng trên sau ngoài, trên sau ngoài, và là xem CT hay là khi nào làm sẽ phê quan cũng được ạ. Nếu mà lên trên thì trên ạ, và trên sau ngoài cũng được. Còn cho cuối hôm nay ạ, số 3 bản đồ nội sẽ phê quan.
Anh người làm bản đồ sẽ thêm còn bản lời xôi ảo. Nếu mà muốn xin tiếp bên này, nốt này thì là thực tế thì chỉ biết nhắn thôi cũng là không tới được chỗ đó. Trên city biết tên gì thì sau đó thì nếu mà có phần mềm thì làm nơi xôi ảo cũng được ạ. Nơi xôi ảo thì họ sẽ hướng dẫn mình đến đó, nhưng mà nơi xôi ảo thì thật ra là nếu mà không có tiền thì không làm được, hay là không có thời gian hay không có phần mềm thì cũng không làm được. Thì nhiều khi bác sĩ hô hấp phải làm nơi xôi phế quản trí từ CT thôi, thì là bình thường là phải bít bàn tay ạ, bít bàn tay bắn đỏ nơi xôi đến nơi xôi ảo. Thế này là tuần trước tôi đã chụp bác sĩ nói chứ biết bên cạnh tôi và tôi chụp bằng điện thoại và lên đây ạ. Bác sĩ nói chứ trước khi làm nội soi phế quản thì cứ biết cái này. Và cái này là chắc là cái bằng này biết từ Carina, cái này Carina hai bên có phế quản có cái này. Và sau đó thì cái này là nơi là chữ can can, chắc là bên vào bên phải ạ, bên phải rồi chữ can can phế quản trung gian. Và vào phế quản trung gian xong rồi đi xương chip và vào đau và như thế nào thì và bác sĩ nói chuyện từ đi ra như thế này để học và để thực hành nội soi phế quản. Thì bây giờ có câu hỏi, cái này là bài cuối của hôm nay ạ. Cái này là anh chị đã làm nội soi phế quản xong rồi, có kinh nghiệm một chút rồi đúng không ạ? Và học giải phẫu một chút chưa? Cái này nếu mà thay như thế này thì cái này là phế quản tùy não ạ. Ở đây có một cây nhánh to, bên trong có nhiều nhánh nhỏ nhưng mà cái này không cần để ý ạ. Và bây giờ câu hỏi là một cây nhánh như thế này thì là có ba nhánh to như thế này, trên một cái bên phải một cái, bên trái một cái, có phân tùy nào như thế này là chỉ một chỗ đó thôi, cái này là ở đâu? Và cái này là từ trên bên phải ạ, từ trên phải ạ. Từ trên phải thì có 1, 2, 3. Khi nãy làm từ trên trái nên là 1, 2, 3 thôi, nhưng mà bên này là 1, 2, 3. Một là đi lên đỉnh, hai là phía sau, ba là trước ạ. Có người đang nằm như thế này và đến, và cái này là bên lưng ạ, bên ngực là bên này ạ. Và sau đó thì có một cái câu hỏi, một cái là số 1 này là 1, 2, 3 nào, số 2 là cái này là tên gì, số 3 cái này là tên gì, và bác sĩ nói chúng ta nói soi cho nhánh này, số 4 đã là tên gì. Thì câu hỏi số 1, cái này là bê, cái nhánh này là bê máy ạ, từ trên bên phải, mà khi nào lên trên như thế này thì có 3 nhánh, và một hai chắc là phải là 1, 2, 3 đi lên chính là 1, thì còn lại 2, 3 là như thế nào? Bệnh nhân đi lên trên 1, 3. Cái này là bệnh nhân đang nằm và cái đầu là bên kia và chân là bên này, và bên này là bên lưng và bên ngực bên này, thì nhắm mà đi phía sau là 2 ạ, cái này là số 2, cái này là số 3, cái số 1. Thì câu hỏi số 1 là cái này là B2 ạ. Và đi câu hỏi thứ 2 thì là cái này là, và 1, 2, nói về 1, 2, 3 thì cái này là 1, cái này là 2, cái này là 3, thì cái này là B3 rồi. B3 thì biết rồi, còn nhắn này là nhắn gì, còn sau đó thì ABC ạ. ABC là không phải trên sau ngoài mà phải nhớ ạ. ABC bên phải từ trên. Thì và chắc là có khả năng anh chị chưa học nên là tôi giải thích luôn, thì là cái này từ trên bên phải, còn nhớ như bên trái ạ, phía sau là A, phía trước là B ạ. 1 thì cái này là A, cái này là B. 2 cái này là A, cái này là B. Sau là A, trước là B. Và 3 cũng vậy, cái này là A, cái này là B. Thì cái này là B3B. ABC thì cũng phải nhớ ạ, mà nói sơ thường cũng là nên biết là ABC ạ. Có khi bác sĩ trung tâm hô hấp nói là xem 3B đi hay là 3A đi luôn ạ, không phải nói là xem bên này đi bên này đi. Thì là phải nhớ tên B, ABC
các anh chị biết ABC ở đâu thì là mà các anh chị trong học bắt đầu nói ba về đi ba đi ba đi chợ. Còn câu hỏi số 3, chúng ta nói là cái này 1, cái này 2, cái này 3. Và số 3 là 3, phía sau là này là A, cái này là B. Thì B 1, B là được rồi. Còn cái này là đến gì? Mà sau ABC thì bây giờ là cứ theo quy định thôi ạ. Trên sau ngoài, trên sau ngoài. Và thật ra là thỉnh thoảng xem từ bên trong và xem trong CT thì không giống nhau ạ. Nếu tức là nên theo CT ạ, vì là giải phẫu là CT là chính xác hơn ạ. Xem từ bên trong thì không biết là sau khi vào nhấn này có thể xoay như thế nào hay là đi phía nào, nên là thỉnh thoảng có, nhưng mà cái này là đơn giản ạ. Vì là bệnh nhân đang nằm thì bên số 1 là cái đầu, cái bên này là bên chân, thì là nhấn này là chắc chắn là đi lên trên không cái dưới ạ. Và trên sau ngoài, trên dưới thì đang giá được, bên này là đi lên trên. Đi lên trên thì sau khi ABC thì là 1, 2, 3, 1, 1, 2 nhỏ. 1, 1. Thì cái này là B, 1, B và 1 nhỏ. Và câu hỏi số 3 là như thế. Còn câu hỏi cuối ạ. Câu hỏi cuối là B2 ạ. B2 là đi rồi ạ. Và nói về AB thì bên này là A và bên này B ạ. AB, 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 cái này là A. Còn sau đó vào nhắn phía trên thì là giống như cái số 3, cái đó là trên, là trên sau ngoài, cái đó là trên là 1 ạ. Còn chi như là nữa vào bây giờ còn chia hai nhắn như thế này, một cái là đi lên trên nữa, một cái là đi dưới ạ. Thì cái này thì tên gì ạ? Và alpha, đi lên trên là alpha, alpha. Và đi vào alpha rồi, còn bên phải và bên trái ạ, bên phải và bên trái. Và nói về trên sau ngoài thì hai bên đều chắc là cao bằng nhau ạ, nên là không đánh giá được bằng trên dưới ạ. Thì sau trước thì chắc được ạ, vì bệnh nhân đang nằm bên này là lưng, bên này là ngực, thì cái này là phía sau không, cái này là phía trước không, thì cái này là phía sau hơn gì trên sau ngoài thì là x x đúng rồi, là x x. Và cứ nhớ lại câu mà trên sau ngoài, trên sau ngoài. Và như thế, còn vào nhắn này rồi, còn vào trên và bên phải thì mới đến ạ. Vào trên dưới, cái này đơn giản, trên sau ngoài thì trên dưới ạ. Và không trẻ không ạ, thì x là x. Sau đó thì không có chữ nào nữa, nên là cứ x, 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 x. Còn nhắn cuối bên phải và bên trái thì nó như khi nãy ạ. Cái này là bên sau, bên này là bên trước của bệnh nhân, nên là có thể là x. Thì nhắn cái con màu đỏ số 4 này là tên là V2A1AlphaX. Ba xin chào quý bà. Tôi đã chuẩn bị bài này trong máy bay thì cái này là không đúng đâu. Quý bà và các bạn. Vậy có hiểu được chưa ạ? Có gì thắc mắc không ạ? Chắc là mới biết thì bây giờ chắc là cái đầu không kịp suy nghĩ, hay là mới phải tập nhiều thì mới hiểu được làm được tên như thế này. Vâng, thì bài cái hôm nay thì như vậy là kết thúc ạ. Và nội dung bài hôm nay là bài kết thúc ạ. Vâng, cảm ơn anh chị ạ. Vâng, Hashimoto, thì các bạn có hỏi gì không? Hôm nay là một cái bài mà giải phẫu về cây khí phế quản. Và cái bài này thì chúng tôi cũng chia sẻ là khi được sang trung tâm SCGM để học ấy, chúng tôi cũng thấy rằng là rất cần thiết. Mặc dù đã làm nội soi rất là lâu rồi, nhưng mà cũng có cái hạn chế ở Việt Nam chúng ta là chúng ta chỉ đi tiếp cận những cái ngành phế quản lớn thôi. Nhưng mà khi sang bên các đồng nghiệp bên Nhật Bản thì với những cái trang thiết bị hiện đại, mà lúc nãy cái slide đầu tiên mà tiến sĩ có nói về cái SIAM ấy, tức là cái đấy là cái máy để giúp cho cái việc mà chúng ta nhìn thấy cái đầu dò, nhìn thấy cái kim của chúng ta đi đâu. Ví dụ như là
ống nội soi của chúng ta đi đâu là chúng ta sẽ nhìn thấy rồi, đúng không? Sau đấy thì chúng ta thả kim ra và sẽ nhìn thấy là mình tiếp cận vào cái tổn thương hay chưa. Thế và cái việc mà chúng ta phải học dạy kỹ cái giải phẫu như này nó sẽ giúp cho các bác sĩ nội soi là chúng ta tiếp cận được vào chỗ tổn thương để sinh thiết. Thì cái đấy là cái mà trên thực hành lâm sàng là ở bên trung tâm hô hấp của SCGN Nhật Bản là các bác sĩ mà thực hiện cái kỹ thuật nội soi là phải nắm kỹ về mặt giải phẫu. Thế thì cái đợt đầu tiên khi các bác sĩ trung tâm hô hấp sang đấy học ấy thì cũng thấy rất là khó. Vì sao? Vì là lúc đấy mình chưa có hệ thống PAC, tức là mình không xem ở trên máy. Hầu hết là các bác sĩ lâm sàng là mà sao ạ, chỉ có mỗi cái lá phim thôi, xong nhìn thì sẽ rất khó để mình có thể là tìm xem là cái vị trí tổn thương ở trong cái vị trí nào của cây khí phế quản. Cái cây khí phế quản của mình giống như cái cây ấy, các cành nó cứ chia dần mà nó cứ loại tuệ trước sau. Và công ty Olympus thì cũng đã đưa cho các bạn một cái tờ này rồi, chúng ta về chúng ta sẽ học vỡ vạc dần. Và cũng rất là cảm ơn Masao ngày hôm nay đã bước đầu tiên đã giới thiệu cho các bác sĩ ở đây, thì cũng giới thiệu Masao là các bác sĩ sau đại học của chuyên ngành hô hấp, bao gồm cả nội trú cao học và có một số anh chị em là chuyên khoa 2. Masao có nắm được chuyên khoa 2 cao hơn một đúng rồi, chuyên khoa 2 là cao hơn một. Đấy thì các bác sĩ cũng tham gia về nội soi, nhưng mà ở Việt Nam nó có một cái hạn chế là chưa có hệ thống Siam, cho nên là mình cũng chưa tức là trên thực tập ý, mặc dù mình hiểu như thế, tại vì các nhánh thì nó cứ chĩa trước, chĩa sau, chĩa ngang. Đấy thì cái đấy là cái mà nó cũng chưa thúc đẩy các bác sĩ ở Việt Nam là quan tâm nhiều đến cái này. Đấy, tại vì là nó cũng có cái hạn chế khi mà thực hành lâm sàng, kể cả bác sĩ trung tâm hô hấp cũng vậy, vì là bọn chị cũng chưa có cái Siam, cho nên là hy vọng rằng là trong một vài năm tới thì trung tâm hô hấp có thể tiếp cận được khi mà bệnh viện mua thêm được khoảng vài cái máy Siam và sẽ phối hợp với chẩn đoán hình ảnh để xuống làm được. Chứ còn hiện tại những cái tổn thương như này thì như Masao biết là ở trung tâm hô hấp chủ yếu là tiếp cận bằng sinh thiết suy đình ngực, dùng cái kim từ ngoài thành ngực vào để tiếp cận, chứ còn qua nội soi phế quản là chưa có điều kiện. Và chắc chắn là với cái bài của tiến sĩ Masao Hashimoto thì các bác sĩ chuyên ngành hô hấp cũng sẽ nắm được rằng là chúng ta khi mà nội soi chúng ta phải biết chắc chắn những cái tổn thương đấy ở vị trí nào, các nhánh nào, đúng không? Và chúng ta cũng thấy rất là gọi là xoắn não khi mà tư duy thì ra, vì khi mà lướt về mặt CT thì lúc cái nhánh nó ra đằng trước, lúc cái nhánh sau, thế là mình phải nhớ để mình dò thì mình mới khẳng định chắc chắn là cái đấy thuộc cái nhánh nào. Đấy thì rất là cảm ơn Masao. Thế thì bây giờ còn chắc là Masao cũng dành cho lớp một ít phút nữa để các anh các chị xem có hỏi gì không. Các bạn có hỏi gì không? Không hỏi gì à? Có hỏi gì không? Thì mình cũng sẽ về trên thực hành như là Masao nói đây, nếu mà mình tập trung học thì độ khoảng 2-3 tuần, đúng không? Nhưng mà như các bác sĩ nội trú mà đi luân ấy thì chắc là 1-2 năm, nếu mà mình không tập trung học, tức là ý của anh ấy là nếu mà mình không tập trung vào học, mình không thực hành liên tục thì mình sẽ lâu khi mà mình nhớ các nhánh hơn, và nó sẽ càng nhớ hơn nếu mà mình lại được thực tập trên lâm sàng. Nhưng mà tuy nhiên thì cái bài này của bác sĩ Masao Hamishiro thì tôi nghĩ rằng là rất hữu ích cho các bác sĩ hô hấp chúng ta đấy. Chúng ta sẽ phải tiếp cận dần và tiếp cận xa hơn khi mà mình làm nội soi phế quản. Thế và cũng nói thêm như cái phần đầu bác sĩ Giác cũng nói, thì bác sĩ Masao Hashimoto thì có một cái tình yêu mà rất là lớn đối với Việt Nam, và bác sĩ cũng sẽ sẵn sàng là giúp đỡ các bác sĩ Việt Nam. Và một câu ấn tượng đấy đấy là mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi, ngoài cái công việc mà làm ở Nhật thì bác sĩ rất muốn là giúp đỡ các đồng nghiệp ở Việt Nam để mình được cập nhật kiến thức cũng như là mình trưởng thành hơn trong các kỹ thuật mình làm. Thì cái đấy là cái mà chúng ta rất trân trọng tình cảm của bác sĩ Masao, và chắc chắn là trong thời gian tới thì bác sĩ Masao sẽ vẫn tiếp tục dành hết sức lực cũng như là tâm huyết để giúp đỡ các bác sĩ ở quốc Việt Nam. Thế thì trong hội trường này thì tôi cũng biết rằng là có các bác sĩ đến từ rất nhiều bệnh viện của Hà Nội. Nếu mà các bạn muốn mà phát triển về kỹ thuật này thì cứ liên hệ với chúng tôi, hoặc là qua thông công ty Olympus thì sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của bác sĩ Masao Hashimoto. Bác sĩ sẽ rất nhiệt tình để hướng dẫn cũng như là sẽ trả lời bất kỳ những thắc mắc gì của các bạn. Các bạn còn hỏi gì không? Có bạn là Nga nhỉ? Em là Hòa. Hòa ở 198. Chị Hòa thì là trưởng khoa 198. Hôm nay thì chị thấy rất là vui cũng Hòa cũng đến đây. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà bệnh viện 198, Masao có biết bệnh viện 198
bệnh viện là đủ tên thôi à? Của Bộ Công an. Đấy thì nếu mà trong trường hợp mà bác sĩ Hòa mà muốn là trong khoa mình và mình phát triển cái kỹ thuật này thì cũng sẽ liên hệ, thì Masao Hashimoto cũng sẽ giúp đỡ. Tới đây nếu như kiến sắp xếp được một cái lịch nào đó thì có thể về trên tại bệnh viện 198 Cuba. Bọn em đã có kỹ thuật chưa? Hiện có máy chưa? Có máy, nhưng mà nếu nói bớt thì chưa, thì cũng mong muốn trong tương lai nếu như tiến sĩ Ma Sao về thì ban giám đốc thì cũng có thể có thể mua được để em có thể cập nhật được với kinh. Hy vọng là hôm nay cũng có lời mời nhờ tiến sĩ Ma Sao sắp xếp lịch trong tương lai cho bệnh viện 198 của Bộ Công an. Thì mà sao nhận lời nhé. Thế thì chắc là mời bác sĩ Dư nhỉ. Sau đây thì chắc là sẽ phần đến phần thực hành, thì sẽ có mô hình rồi cũng có các trang thiết bị của công ty Olympus mang đến, thì chúng ta sẽ có cái phần thực hành. Thì bác sĩ Ma Sao tự mua tôi thì đợt này sang, thì như phần đầu mà phó giáo sư Giác cũng chia sẻ thì cái thời gian của anh rất là khít. Đấy, cho nên là bây giờ anh ấy lại phải đi tiếp tục đi hội chẩn để có thể là giúp những cái bệnh nhân mà ở Việt Nam.